Xin chào các em học sinh thân mến. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em đề bài phân tích hai câu luận và hai câu kết bài thơ Tự tình bài số 2 của Hồ Xuân Hương. Bên dưới phần mô tả, thầy có để link để xem và tải 3 mẫu bài làm tham khảo về đề bài này. Trên video, mời các em và các khán thính giả cùng lắng nghe bài phân tích hay nhất. Hồ Xuân Hương là một trong những nữ thi sĩ xuất sắc của Việt Nam. Số lượng tác phẩm bà để lại khá nhiều và phong cách sáng tác thơ chủ yếu của bà là tả cảnh ngộ tình. Bà còn được biết đến với hình ảnh của một nữ nhà thơ viết nhiều về thân phận người phụ nữ, là người dũng cảm đề cao vẻ đẹp, sự hy sinh và đức hạnh của người phụ nữ, đồng thời lên tiếng bênh vực cho họ và phê phán lên án gay gắt chế độ xã hội cũ. Tự tình hai là một trong những bài thơ hay chứa đựng nhiều cung bậc cảm xúc của tác giả. Điều này được thể hiện rõ nhất qua 4 câu thơ cuối bài. 4 câu thơ đầu bài gợi ra một không gian bao la, mờ mịt, từ bong thuyền ở nơi dòng sông đến khắp mọi chòm xóm, thôn làng. Thì đến hai câu luận, tác giả lấy cảnh để ngộ tình. Đây là hai câu thơ tả cảnh lạ lùng được viết ra giữa đêm khuya trong một tâm trạng chán nản, buồn tủi. Xiên ngang mặt đất rêu từng đám, đâm toạc chân mây đá mấy hòn. Ta dường như cảm nhận được sự phẫn uất, bực bội của nhân vật trữ tình thể hiện qua những hình ảnh thiên nhiên vốn bình thường. Thế mà nay lại mang cả một nỗi niềm đè nén của nhà thơ. Lối nói đảo ngược cấu trúc càng thể hiện được cái lòng chán ghét, uất ức của Hồ Xuân Hương được đẩy lên cao trào. Đó dường như là sự phẫn nộ, và sự phẫn nộ ấy lan vào cả cảnh vật, cả đất trời. Thiên nhiên cũng như đang phẫn nộ cùng con người, còn con người vốn đã mang cái lòng tức giận thì nhìn đâu cũng thấy cảnh phản kháng, sự vùng lên thật mạnh mẽ tựa núi lửa phun trào. Và vì vậy, người đọc có cảm giác cả con người lẫn thiên nhiên đều hợp lực mà thách thức tất thảy mọi thứ xung quanh mình. Giọng thơ thì ngang ngạnh, bướng bỉnh, thể hiện qua các từ như xiên ngang, đâm toạc. Vốn vị trí của chúng là vị ngữ, nhưng lại được tác giả đảo lên trên đầu, càng nhấn mạnh cái sự mạnh mẽ của thiên nhiên, sẵn sàng phá vỡ tất cả những gì ngăn trở chúng. Xét lại nhân vật trữ tình, nếu trong mắt nhà thơ có thể mường tượng ra những cảnh vốn bình thường, rêu mọc, đá núi xuyên qua mây mù trong một cái khí tức bất mãn, bực bội đến vậy, thì chắc hẳn tâm trạng của tác giả phải nổi giông, nổi bão chứ chẳng thường. Rêu thì vốn mềm yếu lại nhỏ bé, còn đá muôn đời vẫn tĩnh tại, dường như chẳng mấy ai để ý đến sự tồn tại của chúng. Đó cũng chính là đại diện cho cái thân phận tội nghiệp của người phụ nữ khi xưa. Nhưng giờ đây, rêu lại trở nên thật mạnh mẽ, cứng cáp. Đá cũng thôi im lặng mà đâm toạc cả chân mây. Trong một cái không gian rộng lớn như vậy, đá và rêu bỗng trở nên mạnh mẽ, phi thường, như thoát khỏi cái xác yếu ớt, hèn kém để bước vào một tầm cao mới. Đây chính là cái khao khát của Hồ Xuân Hương. Hai câu thơ tưởng đơn giản, nhưng lại chính là những câu thơ tả cảnh ngộ tình. Trước là nỗi tức giận, phẫn uất, sau là cái khao khát mãnh liệt được thoát ra khỏi sự đè ép của chế độ phong kiến, trở nên mạnh mẽ chống lại xã hội, chống lại trời đất, để được tự do thể hiện cá tính, được tự do sống là chính mình. Sau tất cả nỗi uất giận tưởng như giông bão thì Hồ Xuân Hương lại quay về với thực tại chán ngán của bản thân mình trong hai câu thơ kết. Trong một cái vòng luẩn quẩn không lối thoát, trong cái nỗi sầu của phận đàn bà. Ngắn nỗi xuân đi xuân lại lại, mảnh tình san sẻ tí con. Hồ Xuân Hương đã ngán lắm rồi cái thói đời éo le bạc bẽo và sự tuần hoàn lặp lại của mùa xuân tạo hóa. Ta có thể tinh tế nhận ra rằng ở đây Hồ Xuân Hương cũng có một cái ý nghĩ thật tân tiến mà về sau Xuân Diệu cũng có những quan điểm rất tương đồng. Ấy là quy luật của thời gian, của tuổi trẻ. Mùa xuân của thiên nhiên, của trời đất đi rồi lại trở về, nhưng tuổi xuân của con người thì khác. Đặc biệt là tuổi xuân sắc đẹp của người phụ nữ đã qua đi rồi thì nào có trở lại, rồi con người ta sẽ già, sẽ mất đi. Hỏi thế thì làm sao mà Hồ Xuân Hương không ngán cho được? Nghịch cảnh ấy càng trở nên éo le hơn trong câu thơ cuối. Mảnh tình san sẻ tí con. Vốn mảnh tình nó đã bé nhỏ lắm rồi, thế mà lại còn bị san sẻ thành từng tí con. Nó ít ỏi đến đáng thương, đáng hận. Điều đó ít nhiều gợi nhắc đến cuộc đời làm lẽ của Hồ Xuân Hương. Bà lấy chồng 2 lần và lần nào cũng làm lẽ cho người ta,
thường xuyên phải chịu cảnh phòng không gối chiếc, nhìn chồng vui vẻ với người phụ nữ khác. Hơn thế nữa, bà còn phải chịu cảnh sớm tang chồng khi duyên tình chưa bén bao lâu. Tất cả đã để lại trong lòng nhà thơ một nỗi đau xót, nỗi tủi hờn cho thân phận phụ nữ trái ngang, tài hoa bạc mệnh của mình. Đồng thời cũng là tấm lòng xót xa chung cho những thân phận phụ nữ đầy rẫy khổ đau, thiệt thòi trong cái xã hội phong kiến đầy bất công, lạc hậu và tù túng. Tóm lại, Tự Tình Hai nói riêng và Chùm Thơ Tự Tình nói chung là tiếng nói thật ấn tượng của Hồ Xuân Hương về nỗi đau thân phận, về nỗi niềm tủi hờn của người phụ nữ trong chế độ phong kiến xưa. Đồng thời qua đó, nhà thơ càng khẳng định, nhấn mạnh được những vẻ đẹp tiềm ẩn trong phẩm chất tâm hồn của họ. Đó là sự tài năng, cá tính mạnh mẽ, muốn vượt qua số phận éo le, lòng khát khao hạnh phúc và tình yêu thật nồng nàn. Hết bài phân tích. Cảm ơn các em và các khán thính giả đã cùng lắng nghe.